Hello và chào mừng mọi người đã cùng đến với tập 12 của Minecraft Đảo Rồng Hải Tặc và mình là Zilcat. Ok, ở trong tập trước là mình đã tìm thấy được một bộ giáp. À không, mình đã tiêu diệt được con rồng đen các bạn ạ. Con rồng lửa đen khổng lồ ấy, nên là mình đã lấy cho mình được một bộ giáp rồng đen, chiến binh rồng đen. Đó, khá là ngầu luôn thấy không? Nhìn cực kỳ cool ngầu luôn nè, trời ơi. Và độ bền của nó thì rất là khủng, tới 500 mấy, 400 mấy trở lên không à. À có cái nón thì 386 độ bền. Thì là cái bộ giáp này cực kỳ trâu bò luôn các bạn, rất là lâu hư luôn. Và mình đã lấy về thịt rồng rồi. Ở tập trước mình đã tìm ra được cho ác quỷ Noro Noro Nomi. Đó, cũng khá là tuyệt vời. Rồi, từ từ mình cho con rồng này nó ngồi đây đi. Và bữa nay ngày hôm nay thì không có sự góp mặt của Burgerby, nên là con rồng này nó vẫn còn ở đây các bạn ạ. Đợi nào Burgerby vào cái con Deadly Nether này nè, đó nó mới đi theo Burgerby được các bạn. Còn bây giờ thì chỉ có mình thôi, nên là con rồng này nó không có đi theo mình. Tại vì rồng của ai thuần hóa thì của người đó thôi, nên là mình không có điều khiển được ha. Rồi ở tập trước thì mình không lấy được máu rồng, mình chỉ lấy được xương rồng nè, đầu rồng và thịt rồng thôi, cũng như là vảy rồng. Và ở trong bản mod này hình như là vảy rồng nó nhiều hơn cái bản mod đảo rồng phần 1 ấy mọi người à. Rất là nhiều luôn, mình làm mình còn dư lại 35 vảy nữa nè. Mình sẽ để ở đây để chắc là tập sau hay là tập tới nữa đó, Burgerby nó vào thì mình sẽ cho nó mặc các bạn. Hay mình sẽ để vào đây nha. Đây là toàn là chỗ để cho ác quỷ nè, xương rồng rồi khô báo rồi giáp cái kiểu thôi à, cũng không có để gì nhiều. Ok, bây giờ mình sẽ đi làm một cái nói về rồng, mình sẽ làm một cái đồ bắt rồng, Dragon Horn. Đồ bắt rồng trước cái đó, với lại cái đồ cái gậy rồng để cho con rồng nó đi theo mình đi, chứ không thôi là mệt mỏi lắm. Cho lấy xương rồng nè. Để coi tí nữa mình đi tìm coi có rồng nữa không để mình săn tiếp ha. Một cái Dragon Horn nè. Và làm thêm một cái đồ bắt rồng, à cái gậy rồng nè. Cái này chúng ta có thể là Dragon Skull. À hệ lửa đi, chúng ta cần hai cây gậy. Ok cũng được. Mình thì dư rồi, mình quá trời đầu rồng luôn. Mình toàn lửa đó à, toàn đầu rồng lửa đó, không có đầu rồng băng các bạn à. Đầu rồng băng hiếm lắm. Rồi, tạo thêm một cây gậy nữa. Xong. Cái gậy này cho con rồng lục bảo của mình nó đứng yên ấy các bạn. Chứ không thôi là nó cứ di chuyển liên tục mệt mỏi lắm. À từ từ đã. À, có bánh quy nè. Để mình đi nướng đồ ăn cái đã. Lấy đồ ăn ra nướng cái coi. Con rồng này bây giờ nó bị kẹt trong nhà mình luôn rồi các bạn. Đợi con Burgerby vào đem nó ra, chứ đợi gì nhìn không thấy cái gì luôn. Ở đây thì chỉ có con Nefury của mình nó đã quay về rồi ha. Rồi, để coi bữa nướng xong chưa. Ồ, nướng xong rồi nè. Nướng tiếp đi. Bên đây thì thủy tinh thì lấy ra. Chắc là phải làm tí nữa, phải lấy ít gỗ để làm thêm ít cái rương nữa, đi đựng đồ. Bây giờ mình qua đây mình coi con lục bảo của mình nó sao rồi. Uầy, nó bự, nó to thế các bạn ơi. Càng ngày càng phát triển nha. Đây, cái chuồng rồng lục bảo của mình đây. Và tập ngày hôm nay thì cố gắng tìm ra thêm một số con rồng khác để mà mình về mình nuôi nắng kiểu. Chắc tập này mình phải đi phiêu lưu. Để mình về mình sẵn mình đi tìm hạt giống động vật mình về mình trồng ấy, để mình nuôi mình lấy thịt cho rồng ăn. Rồi, ăn cái đã. Ở tập trước thì mình đã xuống hồng và mình đã tìm thấy được cái trái mà gọi là để hủy bỏ trái ác quỷ các bạn, để tí mình ăn thử coi. Thôi đây nè, không biết ăn cái này do chúng ta có được hủy không nữa. À khoan đã, trước khi ăn thì mình sẽ lưu cái map lại cái đã. Không thôi bị lỗi map thì mệt à. Ok, rồi, ok, mình đã copy ra rồi. Bây giờ thì ăn vào nha. Mình sợ nó bị lỗi gì thôi các bạn à, chứ không có sợ vậy đó. Ok, thì ăn cái này vào nó xóa trái quỷ nè. Bây giờ chúng ta hãy đợi hết thời gian mù quáng và chậm rãi. 3, 2, 1. Go, ok. À, vậy là đã xóa được trái ác quỷ Gumu của mình rồi. Oh yeah. Tuyệt vời. Rồi, ăn trái Noronomi này vào nha. Ok. Từ từ, trái này để cho ông Burgerby nó ăn đi. Trái này thì cũng mạnh, nhưng mà không bằng trái Itonomi đâu. Mình sẽ qua đây mình ăn trái Mokunomi. Hình như Ito. À đây, Itonomi đây. String. Rồi, ăn luôn. Ok, mình đã xóa trái quỷ rồi nên là mình có thể ăn thoải mái. Test thử skill nha. Coi mạnh hay không đây, mình ra đây mình test đây. Uầy. Hình như mình bắn ra điện đúng không? Thấy mồ rồi. Tự nhiên bắn cái ông thuyền phó hồi hôm qua ông đấm mình. Ông giật bật haki vũ trang lên đấm một phát là đi luôn. Coi coi có skill gì mới nữa không.
Ôi trời. Ôi, trái này bắn ra lửa luôn các bạn ơi. Rồi luôn. Đài luôn. Rồi để mình qua lại cái khu nãy mình chết rồi, đâu rồi? Đây nè đúng không? Ui mạnh thế. Mạnh kinh khủng luôn á, bắn ra tia laser lửa. Hết hình như là hết năng lượng rồi. Hết mana rồi các bạn. Để hỏi nó hỏi lại mình bắn tiếp. Kìa ông nó ngu, ông này ngu hả? Đi vào đống lửa vậy. Uầy. Bắn ra cái gì vậy? À lấy cái crystal cái đó. Đây mình bắn lại coi. Đổi skill đi. Này thì thuyền phó này. À mình để hỏi cái mấy cái chiêu khủng khủng á, nó hơi lâu tí. Nó chỉ chơi được chiêu thường thôi, tí nữa để hồi xong mình bắn tiếp. Rồi, hiện tại mình đang ăn trong người trái Itonomi rồi ha. Khá là bá đạo á. Đừng đùa với trái này. Giờ cắt block vào đây cái đã. Quá trời block luôn rồi nè. Gỗ rồi, sẵn gỗ làm cái rương luôn các bạn. Quên. Mình sẽ làm tầm 4 cái rương. Cái rương này để đây cái, đây cái nữa. Rồi, ok. Rồi, cái rương này thì để gì đây ta? Rương này hơi khó nha. Thôi, từ từ tính. Bây giờ để mấy cái đồ cần thiết vào đây trước cái đã. À, cái rương này mình sẽ đựng những đồ liên quan về rồng. Đó. Bây giờ mình sẽ lấy những đồ liên quan về rồng mình bỏ vô đây. Xương nè. Rồi, với lại trái ác quỷ ha. Bỏ trái ác quỷ với đồ liên quan về rồng vào đó. Rồi, trái ác quỷ. Mình nhớ mình nhiều trái ác quỷ lắm mà. Chắc Bugaby nó lại giữ của mình nữa rồi. Ok, bên đây thì hết. Bên đây có... hết rồi. Đây, đồ liên quan về rồng và trái ác quỷ mình sẽ bỏ vào đây. Đó, đó, đó. Tim rồng, thịt rồng nè, để coi. Tim rồng này chúng ta làm được gì không? Có thể làm được cái Dragon Frog Fry. À, cái này là dùng để nung tạo ra khoáng sản rồng. Và khoáng sản rồng có thể tạo ra được vũ khí cực mạnh đó anh em à. 25 dam. Ui. Được ạ. Mình coi coi. Cái này chúng ta cần phải có kết hợp với Dragon Frog Fry Brick là gạch rồng. Gạch rồng này lấy kết hợp giữa vảy rồng và đá, gạch đá. Đó, easy. Xoài. Quá easy luôn. Rồi thịt rồng này để coi coi. Fire flash. Cái này làm được gì không? Thôi ở này để ăn thôi, ăn bị cháy nữa chứ. Mệt thật luôn ấy. Ôi, thấy. Ôi, bấm nhầm rồi. Rồi ok. Trời mình tưởng nó mình bấm tào lao rồi, nó dính kẹt ở đó là hư luôn ấy. Ok thôi cứ cắt đồ lên đi. Trái quỷ nè, hiện tại mình đã có 3 trái. Moku, Noro và Gomu. Hình như còn hai trái Bugaby nó đang giữ của mình các bạn à. À để mình ra đây mình cho con rồng nó đứng yên đi. Không sao nó đi qua đi lại nó. À thôi bây giờ nó cũng chưa có lớn lắm đâu nên là thôi cứ cho nó đi qua đi lại đi. Nào nó to rồi mình sẽ chuyển chuồng các bạn. Mình đổi chuồng chứ không có cho ở một chuồng vậy đâu. Rồi đồ ăn thì có rồi nè. Đây là mấy cái rương linh tinh. Đồ linh tinh mình vứt qua rương này nha. Giáp ngựa chắc là phải bắt thêm một số con ngựa. Nhưng mà ngựa thì cũng không có cần thiết nữa. Lấy xương qua đây luôn đi. Sắt nè, táo vàng nè. Sắt để bên đây. Sắt thì hơi bị nhiều rồi. Xương nè, bây giờ chúng ta cần có thịt. Đồ ăn đâu? Đây, làm đồ ăn cho rồng cái. Mình nghĩ là nên làm được sống đi. 4 thịt đúng không? Và 5 xương. Rồi. Ui, làm tới 12 miếng luôn các bạn ơi. Quá trời, tại vì mình nhiều quá nhiều xương rồi. Ok. Đã đến giờ cho ăn rồi rồng à, ăn rồi hãy đi ngủ con. Giờ trời sắp tối rồi nè. Ui, nó bự kinh khủng các bạn à. Đó, mình bắt nó qua đây. Cho nó đứng yên lại. Stay in. Stay here. Đấy, coi. 34 ngày tuổi ở mức độ thứ 2 và 151 máu. Wow, cửi được chưa? Chưa cửi được. Bây giờ mình hết cho nó lên lên vai mình được nữa rồi. Mình không chưa thể cưỡi đâu, sau này mới cưỡi được. Wow, ngầu phết anh em à. Hay quá tuyệt vời luôn đúng không? Rồi, rồng lục bảo ngày nào của chúng ta cuối cùng thì nó cũng lớn. Chưa lớn đâu, mới gọi là lớn mini thôi. Trời tối rồi sao nó chưa ngủ nữa ta? Mình sợ nó bay quá các bạn ơi, mình cho nó đứng yên đi ha. Stay yên đi. Ok. Coi nó có ngủ không?
Trời sắp tối rồi kìa, để coi coi, mình phải ở đây chờ đợi coi là nó có ngủ hay không. À, nó ngủ các bạn à. Mặt trăng vừa lên là ngủ liền. Trời ơi, ngủ sớm quá. Con rồng Nifuri của mình thì nó không có ngủ đâu. À, ở đây có trái quỷ nữa nè. Đây, ở đây còn một trái. Goronomy, trái này cũng mạnh lắm nha. Đừng đùa à. Đây, để vô đây đi. Trong đây chắc là mình phải làm thêm một số cái kệ để mình treo vòng vòng đồ đây nè. Cho nó dễ lấy chứ không có chỗ nào treo hết. Ôi, cái giường ngủ được rồi nè, ở tập trước bị gì á mà nằm mà ngủ không được luôn. Trời ơi. Rồi, ngủ trời sáng cho nó khỏe các bạn à. Rồi, lên đường được rồi. Lên đường đi tìm một ít đồ. Nifuri đâu? Ok. Bây giờ, à cái cây này sắp hư rồi các bạn à. Tí nữa về làm luôn. Giờ mình cũng không có đánh nhau gì mấy nên là cũng chưa có cần thiết để mình làm. Ở bên đây có cái gì vậy? Cái này lấy gì ta? Mình cũng không biết nữa. Ra biển coi. À, ra biển. À, đây có thủy quái nè. Ôi, 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 ôi. Rồi, xong các bạn à. Ôi, xong rồi, mình đã bị con nàng tiếng cá nó điều khiển mình rồi. Uầy. Rồi gặp thủy quái. Ôi, no, 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 no. Xong tôi rồi, xong tôi rồi. Không, xuống. Ôi. Con Nifuri của mình đâu? Uầy. Sao nó chưa dịch chuyển tới đó nhờ? Ôi. Trời, cứ tưởng đâu là con rồng của mình á, hồi như nó không có bị tấn công các bạn ơi. Nhưng mà nãy mình bị tấn công kìa. Ui, nó có người cá đó nha. Cái này là không thể cưỡi rồng qua đó được rồi. Chắc là mình phải tìm cái con gì ta. Con nhân mặt, con nhân sư sao á. Kìa kìa, ôi bên kia có tổ rồng nữa kìa. Rồng vàng các bạn à. Hay đấy đấy, dân chơi đấy. Rồi. Thôi mình không có đồ đâu. Ở trên nó có cục gì? Ô, có con rùa đúng không? À, con quỷ này tiếng cá kìa, thì ra. Từ từ đi, bây giờ mình về mình làm cái cây vũ khí của mình cái đã. Hèn gì. Rồi, ngồi xuống đi. Bây giờ đi làm vũ khí, chế tạo vũ khí coi. À, bây giờ đi coi nha. Sắt chúng ta có thể làm được vũ khí gì? Coi có vũ khí nào mạnh mạnh không? Không có thấy gì luôn. Có cái thanh đao lúc nãy của mình cũng mạnh đó, nhưng mà nó đánh chậm quá. Sao toàn cái gì không vậy? Đây, hammer cũng mạnh, thương thì cũng không mạnh. Kiếm hải tặc 6 dam quá yếu. Thôi chỉ có vậy thôi các bạn ơi. Cây này thì được 8,5 cũng yếu nữa. Ôi, chúng ta có thể làm được cánh từ cái này nè. À, cánh này rồi chúng ta kết hợp để làm một bộ giáp rồng các bạn. Thôi, bây giờ mình nghĩ là chúng ta nên làm cái gì nhỉ? À, đây 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 đây. Cái cây này thì 6 dam hả? Không có bằng cái cây lúc nãy của mình. Cây này thì 2,5 dam hơi yếu. Cây này thì tới 9 dam nhưng mà chúng ta không có cái silver bạc các bạn. Phải có bạc mới được. Ủa rồi cái cây kia đâu ta? Ơ, à, cái cây vũ khí lần trước mình làm mình coi không thức ở đâu quên mất tiêu rồi các bạn ơi. Mấy cây hải tặc này thì à có thể làm được luôn. Ồ, 8 dam nè, mình phải có cái này. Phải coi cái này. Cái này thì tạo ra lửa à. Ở đây chúng ta có thể làm được một cái cây ôi cái này có 1 dam yếu quá. Thôi, kiếm hải tặc không chơi rồi. Chỉ có đồ tiên cơ trong đây là mạnh thôi à. Bây giờ mình tìm lại cái cây vũ khí lần trước. Đây 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 bên đây. Cái trang này đúng không nhờ? Đây. Ủa không phải. Lộn các bạn. Đây là nỏ. Đây rồi. Đây xoài, đây xoài. Xoài. Chứ tạo đao. Đao là 4,5 dam. Cây này thì 9 dam. Ủa. Không có cây nào mạnh luôn á các bạn ơi. Thôi 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 thôi. Mình quyết định rồi. Mình sẽ làm một cái cây. Mình nhớ lại coi. Hình như là đi ra nhanh. Hỏi con rồng Nifuri mình nó chết nữa. Đây này xém chết rồi. Trời ơi. Cho nó ngồi xuống mới được các bạn. Các bạn không cho nó ngồi nữa. Cứ đi theo vào nhà mình nó bị kẹt tường á. Là bị chết á. Ủa làm cái cây kia thì sao ta. Quên cách làm luôn các bạn ơi. Thấy mồ rồi. Này phải xem là video lần trước mình mới biết làm.
Giờ để muốn bay là chúng ta phải làm cánh nè. Làm cánh phải cần có lông gà, họ đi tìm lông gà mới được. Sắt thì tạm thời ha, nhớ rồi. Đây 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 đây. Để mà làm được cái cây này á, chúng ta cần phải có một cái sợi chỉ. Trời ơi, cứ tưởng đó là quên công thức đi luôn ấy. Hay. Khá là easy. Rồi, sắt đâu? Sắt đâu? Đây. Ta-da, ta-da, ta-da. Ủa? Ồ. À. Ta-da. Rồi, xong. Let's go. Lên đường các bạn ơi. Ok. Xong cây này, có cây này nó đam nó cao các bạn. Nó tới 11,5 đam lận. Nhưng mà tốc độ đánh hơi chậm. 1,2 thôi cũng được rồi. Không cần nhiều. À, quên. À, có đồ ăn rồi hả? Ok, vậy thôi đi luôn. Có nên qua đây coi con rồng coi. À, nó vung lửa các bạn ơi. Rồi, xong. Lại bị con người nàng tiên cá nữa rồi. Cái đợt. Rồi, không sử dụng được kêu ác quỷ của mình luôn các bạn. Tại vì mình đang bị theo ông thôi miên ấy. Cái đợt. Cái đợt. Thật sự mà nói khá là khó chịu luôn. Rồi, mình lại xuống đây. À. Mình đánh con thủy quái luôn. Thật là khó chịu. Bây giờ mình quyết định là không bay qua đó nữa đâu. Ghê quá. Bên đó có nàng tiên cá gì đó các bạn. Thôi miên mình qua. Như ở phần 1 mình cũng bị thôi miên giống vậy đó. Ôi, bên đây có kangaroo. Ôi, kangaroo mình không có cần thiết. Bên đây có con lạng nữa nè. Ôi. Ôi. Ôi, các bạn có thấy gì không? Trước mặt là gì? Con này là con mình đang cưỡi là Nightfury, còn con trước mặt mình là Lightfury đúng không? Light và Night. Ui. Lightfury các bạn ơi. Ui. Nhưng mà chưa có thuần hóa, chưa có bắt được. Mình coi coi. Có đồ ăn nè. Cho nó ăn mới được. Đây, ăn đi, ăn đi. Rồi ăn phát bay. Ôi, bay tắm miếng thịt nhưng mà ơi. Ha. Ô các bạn ơi. Ôi. Cái gì vậy? Nó bị kẹt rồi. Hình như con này nó bị kẹt hay sao ấy. À không không không. Mình cứ cưỡi, mình cứ dắt con này đi ra đây đi. Rằng hồi nó dịch chuyển theo mình à. À, mình bay qua đây coi. Đó, thấy không? Ơi ơi, nó bị kẹt rồi kìa. Qua đây, con ơi. Đâu rồi? Kẹt hồi chết queo bây giờ đi rồi, mệt thật. Rồi, mình xuống đây này. Đó, đời đó. Trời ơi, còn có chút xíu máu vậy. Uầy. Cô Lifuri này, trời ơi, đúng ngầu luôn các bạn ơi. Ồ, bị gì đấy? À, bị lỗi các bạn. Bị lỗi hiển thị. Rồi, mình cho nó ngồi ở đây đi. Rồi, ngồi xuống. Còn thằng màu đen này, thằng ăn súng này. Cho ngồi xuống luôn. Rồi, ngồi xuống đó đi. Ui, Lifuri các bạn ơi. Wow. Thì hiện tại mình đã nói cái mod rồng lần đầu tiên rồi, nó rất là dễ bắt nha. Mà nếu mà muốn tìm ra được mấy cái con rồng thì nó hơi hiếm. Nhưng mà cuối cùng thì chúng ta đã tìm thêm được một con Lifuri. Vậy là mình đã có một con rồng mới do bộ sưu tập của mình. Ui. Nó bay hình như là bay chậm hơn con Nightfury các bạn à. Đây là con rồng cái. Đúng không? Để mình bay lại coi. À nó bay cũng nhanh á. Nhưng mà hình như không nhanh bằng con Nightfury của mình đâu. Rồi con nó ngồi ở đây kìa. Nó ngồi khá là cute luôn. Thôi, mình đem cái con này về nhà đi. Mình sẽ không đây, ở đây đúng không? Gọi làng thì bên đây. Ok. Thì tí nữa mình bay qua lại. Giờ mình sẽ bay xuống nước là xong đời đấy. Rồi bây giờ thì bay về nhà cái đã. Bay về nhà mình cắt con rồng này cái đã. Rồi mình sẽ TP lại đó, mình lại dắt con rồng kia về luôn. À không phải dắt nữa mà mình sẽ lấy nó bay vòng vòng. Rồi bây giờ cho con này ở trên nóc nhà đi. Đó, ngầu phết các bạn à. Ồ. Lại lại mắc nữa rồi. Lại bị lỗi nữa rồi đó. Thôi, cái này thứ có thể là tí nó sẽ quay về. Bây giờ mình sẽ qua đây mình đón con này. Nightfury của mình vẫn còn ở đây. Đây. Con rồng màu trắng nó bị lát rồi đó. Y chang con rồng Nightfury lần trước của mình cũng bị vậy nữa. Rồi. À trời cũng tối rồi. Bây giờ chắc là phải vào làng mình tìm cái giường mình ngủ. Sẵn tìm ít đồ luôn. Ê đừng có đánh rồng nha bạn ơi. À gỗ le bình thường thôi. Còn mấy con này nó không có đánh rồng của mình.
may quá mình không có đánh dân làng là được à. Rồi lên đi tìm đồ các anh em. Thường trên đây đồ dữ lắm á. Ủa không có rương luôn hả? Vậy là phải tìm cái nhà thợ rèn đúng không? Thường nhà thợ rèn mới có đồ các bạn. Rồi lại ngay cái chỗ này nữa rồi. Mình chán quá đi mà. Đào xuống thôi. Rồi ở đây có cái rương nè. Pericoin không lấy. Mình sẽ lấy Kairosaki Game. Kairosaki Game. Ui cái này làm được gì ta? Tuyệt vời. Lấy vời. Lấy cái này vời làm được một cái vũ khí khá là ngon luôn. Có cái này làm được vũ khí nữa nè. Đó. Lấy cái cherry vào. Lấy đạn vào nữa chứ. Lấy cái yên nè. Rồi. Ui zombie nó đánh chết cái con người sắt luôn kìa. Mạnh thế. Cái này của sub của Yusuf cũng không có mạnh gì mấy. Không có lấy. Không cần thiết. Mình đang bị yếu đuối và chậm rãi rồi. Giờ sao ta? Thấy mồ không? Bởi vậy sao đánh nhau với zombie? Này! Này! Zom! Tưởng nó yếu hả mày? Không hề nha. Thôi cậu không sao, mình vẫn phải mình vẫn nhảy được. Nhưng mà ở đây hết đồ các bạn ơi. Mình leo lên đây coi. Ở đây có nhà to nè. Ngủ phát cho trời nó sáng lại cái đã. Ôi, không có đường vô nữa chứ. Chán thật sự luôn. Để coi đi ngủ nó có hết hiệu ứng không nha. Chứ hiệu ứng vậy khó chịu quá. Trái ác quỷ. Rồi không có. Trái ác quỷ. Rồi không có luôn. Còn hai cái rương. Hi. Rồi không có. Lại là lúa và lúa. Một hai quá. Rồi không có luôn. Xui luôn. À còn đường đi xuống nữa nè. Ở dưới đây có lò nè. Coi coi. Đó, không có cục than. Không có nướng cái gì hết. Chán mong dân làng này thật sự luôn. À nãy mình đi bên đâu ta? À, ở trên kia có cái tòa tháp các bạn ơi. Mình sẽ nhảy lên trên đó thử coi. Thì đấy, nhảy một phát là lên luôn. Rồi tới đây được rồi. Ơi 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 ơi. Sáng chết. Rồi chết luôn. Thôi đi ngủ cái đi. Sáng qua đó con rồng sao? Không sao cả các bạn ạ. À. Con này nó có con Burgerby nè. Nuôi nó cứ nằm ở đây hoài à. Nó không chịu đi đâu hết. Đó, con Life Fury của mình lại nó đã trở về nè, thấy không? Hello. Ôi. Trời, tôi tưởng nó bị gì không? Mình sẽ cho nó đậu ở trên đây thôi, chứ mình không cho nó đi đâu đâu. Con này là cho vào bộ sưu tập thôi, con rồng hiếm các bạn à. Life Fury là với lại con Life Fury của mình là hai con hiếm. Rồi. Oh, what the hell? Sao vẫn bị yếu đuối nha? Kiếm sữa uống vô coi. Nhắc sữa mới nhớ hiện tại không có bò ở đây nữa. Lần trước có giờ hết rồi. Rồi tôi bơi qua nè. À giờ mình sẽ bay lên trên tháp coi có cái gì trên đó nha. Đấy. Ơi khoan. Ha, nhà lò rèn. Nhà thợ rèn các bạn à. Không có đồ gì luôn á trời. Ôi xui quá. Ôi các bạn nghe tiếng mấy cái con gì nó kêu không? Wow, thì ra con quỷ này nó là mình bị dính hiệu ứng cái đợt rồi bị yếu đuối nữa, bị yếu đuối không đánh lại nữa rồi. Ủa sao kỳ ta, mình vẫn còn bị các bạn ơi. Ô trái quỷ của mình thì nó không có hiệu nghiệm luôn rồi nè, nó không có sử dụng skill được nữa rồi. No, bị gì vậy? Thôi bị gì thì bị, nhưng mà vẫn phải lại đây mình lấy con rồng về cái đã. Không thôi thì mệt lắm. Qua đây săn tê giác luôn nè, có rương nữa nè. Ui quá trời luôn. Khoáng này vời, khoáng sản này hiếm lắm. Không có đi đào được đâu, lại một khẩu súng nữa kìa. Nhưng mà mình không cần súng. Dark steel nè, cái này cũng cần nữa nè. Rồi vậy thôi. Ui. Thôi, tội nghiệp đó các bạn ơi. Mình đánh nó chi đâu. Nó không có mang lại lợi ích gì cho mình hết. Thôi, mình bay về thôi. Ui. Trời cục may tưởng cái đảo gì trên trời không à. À trước khi bay về thì mình sẽ bay vòng vòng biển coi là mình có thấy được những cái gì mới lạ. Oh, wow.
Để mình đổi lại mình cái đã. Hồi nãy mình đổi qua skin của con Bugabee các bạn à. Ấy 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 ấy. Xuống nước cái nó không có bay lên được nè. Rồi, mình xuống nước là mình dive luôn rồi. Ăn chết quỷ là vậy đó các bạn. Phải chịu thôi chứ sao giờ. Ồ, bên kia có cá mập phía kìa. Trời ơi. Rồi, để cho nó hết hết máu rồi mình về TP lại đây thôi. Ngay hòn đảo luôn. Rồi. Ơi. Lấy lại. Rồi, nhảy lên được, may quá. Rồi, đi qua đây thôi. À, ở đây có cái bẫy nha. À, có rương nè, biết ngay mà. Wow, Openomi. Ồ, một trái ác quỷ mới nữa. Quá tuyệt vời. Lần nào đi gặp cái rương cũng có trái ác quỷ hết trơn. May quá, có thể đặt tên nữa nè. Mình đặt tên cho con rồng của mình coi. À, không có đặt tên được, thôi vứt đi. Ở đây nó còn thuốc súng các bạn. Sách này là một cái tuyệt kỹ mới lấy về luôn. Vàng nè, vàng lấy về làm giáp. Wow. Tôi không có trỡn mặt đâu bạn ơi. Mẹ rồng lục bảo nó tính kiếm mình các bạn à. Không có dễ vậy đâu. Kiếm mình à, tính ăn thịt mình vậy. À, bây giờ mình sẽ để con rồng Nafuri mình bên đây. Để họ mình tiện cho cái việc mình chạy trốn. Rồi, ngồi đây nha. Mình sẽ qua bên cái ổ của con rồng này mình lấy đồ các bạn. Nhưng mà hiện tại đang bị chậm rãi yếu đuối nữa. Nên là đi nó cũng khó khăn một tí. Đấy, bắn cái quà luôn. Rồi luôn, lại rớt xuống nước nữa rồi. Ui, phải mở rương lấy đồ ra hết mới được. Đây, một cái rương nè. Ui, còn quá trời rương luôn kìa. Nhưng mà lấy không được các bạn ơi. Sắp chết nữa rồi nè. Trời, toàn cái gì không. Ôi, nó bay lên rồi kìa. À. Ôi, nó phun lửa mình kìa. Nhưng mà mình đang dưới nước mà làm gì dính lửa được. Ơi, nhưng mà con rồng Nafuri của mình. Từ từ. Đi coi lại coi. Hồi nãy mình chết ở đâu? À, mình chết bên đây, con rồng mình để bên đây. Đúng không? Ôi. Nhanh lên. Rồi, bay về được rồi các bạn ơi. Ôi, may quá. Xém nữa à. Ủa? À, nhưng mình qua được cái vùng mới nữa nè. Ôi. Đây là nham thạch nó rơi nè. Rồi bên đây cái gì đây? Không có rồng. Không có rồng thì tốt. Mình về thôi. Bộ chiếc tàu hải tặc nữa nè. Ơi, người cá bên kia kìa. Thôi là không chơi. Ấy, rồi luôn, thấy không? Biết ngay mà. Thôi, đi về được rồi. Ở đây là một cái hang rồng nữa nè. Thôi, để tập sau khám phá vậy. Một ngôi nhà. À, bên đây là cái chỗ mình hay bay qua nè, đúng không? À, cái chỗ đằng trước mình đánh với con rồng nè. Rồi, nói chung là cũng không có gì hết. Rồi, về nhà là may lắm rồi. Tập này bắt được con Life Fury là mình quá là may mắn rồi đó. Từ coi, để mình cho cái con quỷ này đứng yên coi. Nó cứ di chuyển thế này. Rồi, biết ngay bị lát luôn mà. Đó, Life Fury. Rồi, mình hiện tại đây. Nãy là mình mới ăn trái quỷ Ito vào. Nhưng mà hiện tại nó đang bị cái hiệu ứng gì mình cũng không biết nữa. Hy vọng là tập sau nó sẽ hết ha. Để mình coi. Có clear effect không nhỉ? À, không có lệnh đó. Lệnh xóa hiệu ứng sao ta? Để mình chắc là mình phải tham khảo lại rồi. Thì tập này cũng tìm được khá đồ. Thêm một trái Openomi nữa. Khá là ngon luôn. Và nếu như các bạn thích tập này của mình, đừng quên bỏ lại một like ủng hộ mình nha. Mình là Zilcat. Chúc các bạn một ngày tốt lành. Bye bye.